Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang ghé xem kênh của Ngọc Ánh. Kênh Ngọc Ánh chia sẻ kinh nghiệm về buôn bán bất động sản tại Mỹ và tại Việt Nam. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề: muốn làm người môi giới bất động sản thành công, bạn phải làm 5 điều kiện. Bước đầu nghề môi giới bất động sản là bạn phải tìm hiểu, coi chính bản thân bạn có tư duy để làm bất động sản không. Làm bất động sản thì phải kiên nhẫn, phải có một tư duy tích cực. Tại vì không, bất động sản không phải là một vấn đề thương mại mà bỏ tiền ra rồi thâu tiền vô trong chớp nhoáng hoặc là trong vài ngày. Là bất động sản muốn có tiền nhiều thì phải đầu tư lâu dài, thỉnh thoảng thì cũng có khi mình hên mua được những cái nhà rất rẻ rồi trao tay sau vài ngày sau, nhưng mà cái đó thì nó rất hiếm, có khi có, lâu lâu cũng có, lâu lâu cũng mua được cái những gì rất rẻ và người ta phải bán rẻ vì nhiều lý do. Là phải có, đầu tiên là tư duy tích cực. Lúc nào cũng phải kiên trì, phải mạnh mẽ, phải vui vẻ. Vấn đề thứ hai là phải, điều kiện thứ hai là phải học hỏi, cập nhật. Bất động sản là một nghề thay đổi từng ngày. Muốn thành công trong nghề môi giới bất động sản hoặc là đầu tư bất động sản thì bạn phải cập nhật mỗi ngày. Phải đi gặp đội nhóm, gặp đồng nghiệp, phải nói chuyện đồng nghiệp, phải đọc báo và đọc thời sự, đọc báo trên mạng để cập nhật những sự thay đổi về luật, thay đổi về những dự án, thay đổi về tiền mức lãi của ngân hàng. Cái thứ ba là nếu ở Mỹ thì bạn nên đi học lấy cái license. Mặc dù là nếu bạn nói tôi không có định đi làm nghề môi giới cho người ta để ăn hoa hồng, nhưng mà tiền hoa hồng á nó cao lắm bạn, đó là 6% của tổng cái giá cái nhà. Nếu bạn làm, bạn mua nhà thì bạn sửa lại hay là muốn bán cái nhà, bạn không có license thì bạn phải trả 6% tiền hoa hồng. Bạn có lái xe thì bạn chỉ phải trả 3% thôi. Ở Mỹ thì cũng khó mà tự bán, tại vì có lái xe, có bằng cấp thì được vô cái mạng, trong cái mạng đó thì bạn mới biết giá cả để mua khỏi bị lầm, bạn mới biết những nhà nào buôn bán bao nhiêu. Và hàng ngàn người cùng làm bất động sản ở tại Mỹ họ đều vô cái mạng đó, nếu họ có khách mà muốn mua dùng đó thì họ sẽ bán dùng cho bạn, thì nó bán rất là nhanh. Tại vì bạn bán thì chậm hơn, thường thường là chậm hơn, có khi là không có được giá cao, tại vì khách mà mua trong vùng người ta biết giá, người ta trả thấp. Còn khách mà đi từ chỗ khác tới, người ta vì nhu cầu phải đổi nhà đổi cửa, có khi là họ đi về hãng đổi họ ra đây, thì hãng nếu mà họ nhà hơi mắc chút thì hãng cũng bù tiền, mình sẽ bằng được giá cao hơn. Vấn đề thứ tư là bạn phải học hỏi hoài, học hỏi trước khi mà bạn bỏ tiền ra để mua một cái gì, một cái món cái ngôi nhà hay phòng trọ, thì bạn phải nghiên cứu rất kỹ thị trường, bạn phải học hỏi tất cả những gì bạn có thể học từ trong mạng, trong YouTube, đến đọc sách, đến nghe sách, cho khi nào bạn hiểu hết
bạn hiểu rất nhiều về bất động sản rồi mới mới từ từ mới đầu tư. Đó như là quan trọng nha bạn. Vấn đề thứ năm là nên đầu tư nhỏ trước. Nhất là bạn nào mà hồi nào giờ không chưa có đầu tư bất động sản, đi làm những nghề như là công chức hay là làm nghề thương mại thì lại chưa có khi nào đầu tư bất động sản. Trừ khi nào mà bạn biết cái đó rất là rõ, cái bất động sản rất là rõ, cái ngành đầu tư đó rất là rõ thì mới mua một dãy nhà trọ 20-30 căn. Còn nếu mà mình mới chưa biết gì hết á thì nên mua một căn nhà nhỏ nhỏ chẳng hạn để đầu tư. Mình có người khách hàng từ Việt Nam qua nói với mình là tôi bán căn nhà của tôi ở bên Việt Nam 200.000 đô, bây giờ mua cho tôi một dãy phòng trọ to lớn. Thì mình nói với anh là 200.000 tôi có thể mua cho anh một dãy phòng trọ tỷ giá 1 triệu, 1,5 triệu. Tại bạn anh bỏ ra 200.000 đô la ngân hàng, nó sẽ cho mượn cái phần còn lại. Nếu mà trong cái sự tính toán về tài chính, cái tiền thâu của nhà trả được tiền trả góp thì mình là người trong nghề, mình biết cách tính toán. Tôi có thể, mình nói với bạn đó là tôi có thể kiếm cho anh được gì, nhưng mà vấn đề tôi đang lo lắng á là anh mới bước chân qua Việt Nam, anh chưa có xạo được tiếng Mỹ. Tôi e ngại là sẽ hơi mệt về chuyện giấy tờ, về chuyện quản lý người mướn nhà. Tại vì luật ở Mỹ nó hoàn toàn khác hẳn ở Việt Nam, và mình không quản lý nhà. Thì anh nói thì khoảng chừng 15-20 căn. 15-20 căn là nó còn ít quá, không có đủ sở hữu để mà mướn công ty tới cai quản. Thì là nếu mà mua nhà cửa đó thì tự anh mới cai quản. Thì nếu mà 20 căn mà mỗi căn nó trả cho anh 1,5 triệu một tháng á, thì là một tháng là anh cũng được 30.000 đô, phải không? Thâu vô cũng được, nhưng mà cái luật khi cho mướn nhà giấy tờ làm sao, khi người ta không chịu trả tiền nó có thể lệ làm sao. Tại vì thể lực của luật Mỹ á, nó có từng bước vậy. Nếu mà mình thiếu bước thứ ba thì thứ tư mình bước tới không được. Nếu mà làm bước 1, bước 2 rồi mình thiếu bước thứ ba rồi mình thiếu bước 4 á, thì tòa nó sẽ mình trở lại bước số 1, tức là sẽ chậm ngày để mà người ta ra khỏi nhà. Thay vì trong 1 tháng mình sẽ thành 3 tháng, mình phải chờ 3 tháng, nên là phải bước từng bước. Thì mình nói là nếu bước từng bước đó thì anh khai thị sự tự anh làm thì anh nhờ luật sư thì là phải trả tiền nhiều hơn. Anh làm 2 lần thì anh tiến thị từ từ anh quen. Thì mình nói anh thôi bây giờ cất cái tiền đó đi, rồi đi mua một căn nhà nhỏ nhỏ, cho một căn nhà thôi, hay là một cái phòng trọ chừng 2-3 căn phòng trọ thôi thì nó dễ quản lý. Rồi từ từ đó thì mình sẽ hướng dẫn, anh cũng đi học theo, anh cũng nên đi học theo cách cái trường mà dạy làm giấy tờ để mình cho mướn. Thì khi nào mà anh chừng 6 tháng 1 năm đó anh cứng tay rồi đó, với lại anh khỏi có lo về chuyện mà ổn định đó, thì mua nhà lớn cũng không muộn. Thì anh không có nghe lời, anh nhất định là đòi mua. Trong video sau mình sẽ lại kể cho bạn nghe là anh mua rồi cái kết tại thế nào. Làm bất động sản phải kiên nhẫn bạn, phải kiên nhẫn, phải đầu tư chuyện nhỏ trước. Đừng nghe người ta nói mua này lời lắm, mua kia lời lắm mà cứ ào vô mua. Ở Mỹ thì ít khi bị mua hớ, tại vì nó có cái multi policy, nó nói nó cũng có định giá trong đó rồi, phải không? Nhưng mà ở Việt Nam thì rất là dễ bị hớ lắm các bạn. Mà ở Mỹ, ở Việt Nam, ở đâu cũng vậy. Nếu mình không nắm chắc được thị trường, mình không đủ kiến thức thì mình không nên đầu tư. Chờ một chút xíu mình học. Trong khi chờ mình thành có nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng
thì mình học hỏi. Ở Mỹ thì nó có khi nào bạn đi học làm cái bằng thì nó học trong một tuần đó, thì nó dạy bảo nhiều lắm, dạy luật, dạy đủ thứ hết đó, là bạn cũng có nhiều kỹ năng. Rồi sau khi mà bạn bạn mới đầu ra bạn mua nhà trọ mà mấy chục phòng hay có gì rắc rối thì bạn bạn tìm một luật sư mà mình tin cẩn, đây có những luật sư Việt thì họ tin cẩn, họ biết thì họ họ làm cho mình, họ chỉ cho mình. Rồi sau khi mà vậy mà có kinh nghiệm thì tự mình làm, tự mình file eviction, tự mình làm hết ra. Mấy người ta không trả tiền rồi mà người ta đâu bạn có nhiều, phải có dự thể là thể lệ phải làm giấy notice 5 ngày, notice 10 ngày, mỗi tiểu bang mỗi khác. Thành ra muốn đầu tư bất động sản thành công thì mình phải kiên nhẫn. Mình xin chào các bạn, hẹn lại các bạn lúc sau mình sẽ tiếp tục. Chào các bạn nha, bye bye.